Haram Hara. Có hai anh em nhà nọ, cha mẹ đã mất, nên người anh bàn với em. Nè em trai, cha mẹ mất cũng lâu rồi, tới lúc chúng ta phải sống tự lập thôi. Bây giờ anh có ý này, chúng ta bây giờ chia gia tài đi ha. Cái phần con và phần cái thì sẽ là của anh, còn mấy cái phần đực sẽ là của em. Em thấy anh nói vậy được không? Dạ được, cứ làm theo lời của anh đi. Vậy mới ngoan chứ. Nè, cái nhà này là của anh, cái bàn cái ghế này cũng của anh, thậm chí con trâu này cũng là của anh. Em thấy vậy được không? Tiêu rồi, vậy còn gì cho mình chứ? Không lẽ là cây rựa? Cây rựa là đực, nó là của em nha. Chú em cứ lấy đi, để xem chú em làm gì được với nó. Có cây rựa hả? Làm gì được hả? Mình làm gì với nó đi ta? Người anh độc ác đã chiếm hết nhà của cha mẹ để lại, đẩy người em ra ngoài đường, chịu mưa, chịu gió, không trốn chung thân. Người em lang thang hết nơi này đến nơi khác mà vẫn chưa kiếm được nơi để ở. Buồn quá, cậu lăn ra một gốc cây để ngủ. Hey, anh Như, hắn chết rồi. Ừ, coi thử coi chết chưa. Coi xem hắn chết chưa. Đàn khỉ bàn bạc với nhau khiến người em tỉnh dậy. Làm gì với hắn đây? Hay đem quản hắn đi. Đúng đó, quản hắn tới chỗ đó đi. Nhưng mà giá hắn đi làm thế nào đi? Làm gì màu quá vậy? Hà râm hà rác, chôn hố bạc. Không chôn hố vàng, hố bạc hố vàng. Không, tao quyết rồi. Hà râm hà bạc, đem chôn hố vàng, không chôn hố bạc. Trời ơi, khỉ biết nói kìa. Bộ mình điên rồi hả? Khi tỉnh dậy, người em đã ở một nơi khác. Hả? Trời ơi, sao nhiều vàng quá vậy? Ôi, đã quá, đã quá. Mình giàu thật rồi, mình giàu thật rồi. Hay quá. Mình giàu thiệt rồi. Không nghe gì chưa? Anh ta bây giờ là người giàu nhất vùng này đó nghe. Không có giỡn chơi đâu à. À, mới hôm qua còn nghèo kiết xác, giờ tự nhiên giàu khó hiểu quá. Nghe đâu á, anh ta được thần tiên phù hộ, bây giờ đang phát gạo cho người nghèo ngay trước cửa nhà đó. Ủa? Vậy hả? Ừ, tôi coi thử coi sao đi. Tò mò quá. Tôi vòng đây ha. Ờ, đây. Sao tự nhiên giàu dữ vậy ta? Vụ này phải hỏi cho ra lẽ mới được, không thể bỏ qua. Chúc mừng em ha, nghe đâu em tìm được kho báu phải không? Anh em với nhau mà, có gì vậy? Chú nói thiệt cho anh nghe đi, sao tự nhiên chú giàu dữ vậy? Phải kể cho anh em trong nhà cách thức chứ, phải không? Dạ, là thế này nè anh. Ra là vậy ha. Mình phải kiếm thiệt nhiều vàng mới được. Lên đường thôi. Chè ngon ghê. Người anh vội tới gốc cây mà em trai đã kể. Phải đây không ta? Ngủ à? Anh ta vội lăn ra đất giả chết. Sao không thấy con khỉ nào hết ta? Đâu hết rồi? Chết rồi hả? Đã coi thử coi, chết chưa? Chết rồi, chết thiệt rồi đó. Chết rồi, chết thiệt rồi. Tao quyết định rồi. Hà râm hà rạc, đem chôn hố bạc, không được chôn hố vàng. Nghe vậy thì anh bật dậy. Không không, phải chôn hố vàng nghe, không chịu hố bạc đâu. Phải là hố vàng mới chịu. Còn sống kìa, cho chặn đi. Anh đi, biết lỗi rồi, đánh gì mạnh tay quá vậy nè.